Quỳnh, nhưng mình là Ngọc Bích đây. Hôm nay Ngọc Bích sẽ đây làm thêm một video cho mọi người cùng xem. Và ngày hôm nay tiếp tục quay trở lại với chủ đề người giấy. Thì ngày hôm nay người giấy mà Ngọc làm không phải là người giấy Kachala, không phải là người giấy AOL, cũng không phải là người giấy mà bình thường không hay là trời ơi sao mà nhiều quá vậy. Trời. Thì ngày hôm nay Ngọc sẽ làm chính là người giấy Mirror. Thì sau khi làm Kachala thì có rất là nhiều bạn đã bình luận là Ngọc ơi, Ngọc hãy làm về tiếp tục về người giấy Mirror đi. Đó, Kachala rồi thì làm luôn Mirror đi. Đó. Thì ngày hôm nay Ngọc sẽ làm người giấy mini world và cái nhân cũng phải có nhân vật để Ngọc làm đúng không nào, và nhân vật ngày hôm nay Ngọc làm đó chính là một nhân vật tên là gọi là cái gì Takana, đúng rồi đó, không phải là Kanao trong Kimetsu no Yaiba đâu, đây là một cái nhân vật ở trong game mini world mọi người, cái skin Kana đấy, bạn nào chưa biết thì có thể vào game để xem đó. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ không chần chờ gì nữa, hãy bắt đầu ngay và luôn vào video nào, let's go. Ok mọi người, để không gọi là tốn thời gian của mọi người á, cho nên là Ngỗng sẽ vẽ lại bằng bút lai luôn. Đó, thì Ngỗng sẽ không dùng như lúc trước là mình gọi là mình vẽ bút chì xong rồi mình lai lại nữa, thì Ngỗng thấy cái đó hơi bị tốn thời gian cho nên là Ngỗng quyết định là giúp mình sẽ làm lại. Đó. Tiếp theo là mình vẽ đến mắt. Ông sẽ vẽ làm sao mà cho gọi là giống cái skin này hết nhất hết mức có thể nha. Sau khi gọi là mình xong cái mặt rồi thì Ngỗng sẽ tiếp tục gọi là vẽ đến cái thân hình nha mọi người nha. Vậy là Ngỗng đã vẽ xong gọi là cái thân hình của cái em Kana này rồi. Tiếp theo là Ngỗng sẽ vẽ đến gọi là cái quần áo ở bên trong. Đó. Đó, nghe không? Rồi, sau khi đã xong được cái phần này rồi đấy thì Ngỗng sẽ tiếp tục gọi là tô màu cho em này nhé. Thì ok mọi người, như mọi người đã thấy đó thì đây chính là em người giấy của chúng ta. Sau khi được Ngỗng lên màu thì lên màu của em này thì cũng rất là dễ thôi, vì và với lại là em này là mắt hai màu á mọi người, nhưng mà kiểu cái màu này này với lại cái màu xanh nước biển á mọi người, nó kiểu giống nhau nên cho nên là tô thì sẽ không được thấy rõ lắm. À mọi người thấy không? Đây, rất là xinh luôn. Đấy, thì ok mọi người, giờ thì Ngỗng sẽ bắt đầu gọi là dán băng keo cũng như là cắt em này ra nha. Ok mọi người, thì bây giờ thì gọi là Ngỗng sẽ bắt đầu gọi là vẽ tóc với lại quần áo cho em Kana này đó. Thì đầu tiên Ngỗng sẽ dùng chì đi để Ngỗng vẽ trước. Đó, thì Ngỗng sẽ vẽ cái mái tóc ở đằng trước chút đi ha. Vì cái skin trong Mini World với cái nét của Ngỗng á mọi người, nó khá là khác nhau, phải nói là nó khác nhau rất là nhiều luôn, nên cho nên là có lúc mà nó sẽ không giống lắm thì mong mọi người thông cảm nha. Chẳng hạn như là tóc nè, thì thường những cái phần như là tóc á thì Ngỗng thường sẽ vẽ theo ý của Ngỗng và vẽ theo cái phong cách của Ngỗng, chứ Ngỗng không có gọi là vẽ theo y chang. Nhưng mà nếu mà Ngỗng có hứng thì Ngỗng sẽ y chang luôn, kiểu tùy không mọi người.
cái đầu có một cái đặc điểm chung của Mini World và Gatchalay, cái đầu rất là to luôn. Nhưng mà gọi là Mini World thì cái đầu thì nó vuông dứt, nó vuông. Còn Gatchalay thì cái đầu nó tròn. Rồi tiếp đến là mình vẽ gọi là cái kính. Kính ở trên đây thì mình sẽ bôi một đường như vậy đi. Vậy là mình xong cái kính rồi. Tiếp đến là gọi là Ngỗng sẽ vẽ hai cái hình trái tim, nhưng mà dạng như cái hình trái tim này nó đã bị gọi là lệch qua như là vậy đó. Ngỗng vẽ đó, Ngỗng sẽ cố gắng vẽ sao mà cho nó giống hết mức có thể. Rồi tiếp đến là Ngỗng sẽ vẽ những cái búi tóc. Nó cũng tương đối giống rồi mọi người ha. Rồi sau đó thì Ngỗng sẽ vẽ hai cái tóc như vậy. Thì Ngỗng đã gọi là xong được cái phần tóc ở đằng trước rồi. Tiếp đến là Ngỗng sẽ gọi là vẽ đến cái phần tóc ở đằng sau. À không không, cái tóc ở đằng trước này mình vẫn còn phần hai trái tim ngay đây mọi người. Đó. Thì bây giờ mình sẽ đến cái phần tóc ở đằng sau. Phần tóc đằng sau thì không có gì đặc biệt lắm, nó chỉ bình thường thôi mọi người. Thì mình cứ vẽ theo cái ý của mình thôi. Đấy. Vậy rồi tiếp đó là Ngỗng sẽ vẽ đến phần quần áo. Thì cái áo của cái cô bé Kana này nó rất là áo dạng bên ngoài là một cái áo khoác của mọi người đó. Và cái chi tiết bên trong thì mình sẽ tự vẽ ra chứ mình không cần phải đo nhiều. Mình sẽ dĩ cái áo khoác này nó dài lên tí đi. Rồi tiếp đến là Ngỗng sẽ vẽ một cái vòng cổ. Ngỗng sẽ đo cái cổ của cô bé này. Rồi rồi sau đó thì mình sẽ đo gọi là đến phần giày. Giày thì là một bên cao một bên kiểu như là một bên có vớ một bên không mang vớ mọi người, chứ phải là một bên cao một bên thấp đó. Nghe không? Rồi bây giờ thì sau khi gọi là đã vẽ xong được những cái chi tiết này rồi mọi người, đây mọi người thấy không, đó đằng bé này hơi bị chói ánh đèn một xíu, thì Ngỗng sẽ bắt đầu gọi là đến cái phần Ngỗng sẽ like cũng như là tô màu cho những cái phần phụ kiện này nha. Thì ok mọi người, nhờ mọi người đã thấy đó, thì đây chính là những cái phụ kiện của chúng ta sau khi mà Ngỗng đã cắt và giải phóng giúp em Aza cũng như là đã tô màu cho những cái máy. Rồi bây giờ thì Ngỗng sẽ bắt đầu gọi là dán những phụ kiện này vào nha mọi người nha. Thì đầu tiên thì Ngỗng sẽ gọi là dán cái mái tóc ở đằng sau chứ. À không, mình dán lượm rồi. Nó phải là lên đây một tí. À như vậy mới đúng nè mọi người. Tiếp theo là Ngỗng sẽ dán cái mái tóc này nha mọi người nha. À đây, một cái mái tóc của Inkana này thì rất là dài và nó được cắt thành hai búi hai bên, giống như thiểu mặt trăng mọi người. Hai cục trên đây rồi xả xuống đây ra mặt, mái tóc rất là vi diệu nhưng mà nhìn đẹp. À có mặt kính ở trên đây và hai hình trái tim hai bên, còn thêm trái tim ở đây nữa mọi người, rất là nhiều trái tim đó. Rồi bây giờ thì Ngỗng sẽ không phải đeo cái dây chuyền vào trước mọi người.
Không phải đeo dây chuyền vô trước mọi người. Đây. Đó. Đây. Đấy. Mọi người ơi, dây chuyền rất là xinh luôn nha. Thì ok mọi người, Ngỗng đã dán cái dây chuyền rồi. Bây giờ thì Ngỗng sẽ bắt đầu gọi là đến cái phần quần áo nha. À, nghe không? Em này rất là xinh luôn đấy. Và Ngỗng rất là thích cái skin này. Mặc dù Ngỗng không có tiền và Ngỗng không mua được, thôi thì mình làm búp bê mình chơi đã. Mình chơi hay cho cái nỗi niềm thích cái skin đó. Và cái này thì cũng là một cách rất là hữu dụng. Khi mà các bạn thích cái skin nào đó, các bạn không có tiền mua, hoặc là các bạn những vấn đề đó mà ba mẹ không cho mua, thì mình cũng có thể làm những em người giấy xinh xắn, cục đáng yêu như vậy đã, những cục cưng đáng yêu như vậy, để mình ngồi mình thỏa mãn được cái mỗi mong muốn yêu thích skin của mình. Đó, như mọi người thấy thì đây chính là em người giấy mini world Kana của mình. Đây. Đây, thì ok mọi người, thì Ngỗng cũng chúc các bạn có thể làm được và hoàn thành được một em người giấy mini world theo cái skin mà các bạn mong muốn. Đó, như là Ngỗng nè, Ngỗng mình rất thích em này luôn, Ngỗng đã làm em này. Đó, như là Ngỗng nha. Còn bây giờ thì nếu mà các bạn muốn Ngỗng làm thêm skin gì ở trong mini world thì nhớ bình luận phía bên dưới để Ngỗng làm nha. Và cũng đừng quên nhận xét cho em người giấy này của Ngỗng bao nhiêu điểm và những khuyết điểm nào nha. Còn bây giờ thì Ngỗng xin chào tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau. Yêu mọi người nhiều.